Dạ vâng, chào các bác ạ. Thì trước cái thềm ngày mai là ngày 6 tháng 1 năm 2022, VinFast chính thức công bố cái giá bán dòng xe điện VinFast VFE35 và VinFast VFE36, hay còn có tên gọi hiện tại là VFE8, VS8 và VF9. Thế thì hai chiếc xe này sẽ được công bố giá vào thời điểm 7 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 1 năm 2022. Và sẽ bắt đầu live stream về cái việc ra mắt các cái giải xe điện của VinFast thuộc các phân khúc A, B, C, D, E. Thì sẽ bắt đầu giới thiệu vào thời điểm lúc 7 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2022, được trực tiếp trên kênh YouTube của Nam Thành Auto. Thế thì rất là hy vọng các bác sẽ quay trở lại kênh YouTube của Nam Thành Auto vào lúc 7 giờ kém sáng ngày mai, ngày 6 tháng 1 năm 2022, để chúng ta theo dõi cái buổi trực tiếp này và sẽ chính thức mở cửa đặt cọc VFE35 và VFE36, hay còn có tên gọi chính thức bây giờ là VS8 và VS9. Thì vào lúc 8 giờ sáng ngày mai thì sẽ bắt đầu đặt cọc. Thế thì em Thành Auto xin phép được bật mí cho các bác, để chúng ta sẽ có một cái cách để chúng ta nhận xe sớm, đặt cọc sớm. Đó là các bác hãy kết bạn Zalo với em Thành Auto. Kết bạn Zalo với em Thành Auto ạ, và gửi cho em Thành Auto thông tin và chứng minh thư nhân dân hai mặt của các bác, và email, số điện thoại cộng kèm theo là phiên bản xe, là các bác chọn VF8 hay VF9, rồi là Eco hay là Plus, có hai bản nhá. Ở VFE35 và VFE36 thì sẽ có hai phiên bản, đó là Eco và Plus. Bản Plus sẽ là bản cao cấp hơn so với bản Eco. Đấy. Thế thì thông tin để các bác đặt cọc sẽ là bao gồm chứng minh thư nhân dân hai mặt, chụp trước sau ạ, và cộng với lại số điện thoại, email, mẫu xe, cái phiên bản xe mà các bác thích, và cái màu xe, màu sắc xe. Đấy, sẽ có 8 màu ngoại thất để cho các bác lựa chọn. Thế thì các bác nào muốn quan tâm chi tiết thì hãy kết bạn Zalo với em Thành Auto ngay trong ngày hôm nay, ngay trong tối ngày hôm nay ạ, để chúng em sẽ hỗ trợ các bác, là sáng mai chúng em sẽ lên thông tin đơn hàng, những cái đơn hàng này sớm, để chúng ta sẽ là những người đầu tiên tiên phong đặt cọc những chiếc xe VinFast VFE35 và VinFast VFE36, hay còn có tên là VF8 và VF9. Ngay bây giờ các bác hãy kết bạn Zalo với em Thành Auto và nhắn cho em Thành Auto những cái thông tin đó, và chưa cần phải chuyển khoản đâu ạ. Thì các bác cứ nhắn cho em đi ạ, để chúng em sẽ có đội ngũ anh em, lực lượng hùng hậu để hỗ trợ các bác đặt cọc sớm chiếc VinFast VFE35 và VinFast VFE36 nhá. Thế thì các bác hãy nhanh tay nhanh chân kết bạn Zalo với em Thành Auto đi ạ. Còn ngày mai đúng 7 giờ sáng ngày 6 tháng 1 2022, các bác hãy quay lại kênh YouTube của em Thành Auto để xem trực tiếp lễ ra mắt cái giải xe điện từ phân khúc A, B, C, D, E của VinFast. Và đồng thời chúng ta sẽ được công bố giá bán của xe điện VinFast VFE35, VinFast VFE36, hay còn có tên gọi là VF8 và VF9 vào ngày mai. Và chúng ta sẽ cũng biết được là những cái hình thức đặt cọc của xe điện VinFast VFE35, VFE36, hay còn gọi tên gọi là VF8 và VF9 như thế nào. Thì các bác hãy kết bạn Zalo với em Thành Auto theo cái số 0979188958. Em Thành Auto cam kết cho các bác về tiến độ giao xe sẽ là nhanh nhất nếu như các bác làm đúng theo những gì em hướng dẫn. Vâng, còn bây giờ thì em xin phép chào và hẹn gặp lại các bác vào tại 7 giờ sáng ngày mai ạ. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại.